Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng xem để sản xuất một chiếc răng thì sẽ làm như thế nào nhé. Ok. Đây, sau khi mà bác sĩ lấy khuôn răng ra trong miệng thì sẽ đến cái phần là chế tạo chiếc răng đó, tạo tác chiếc răng đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là tạo tác làm cái gì nhé. Tại sao nó lại cắt như thế? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu một trong những câu quan trọng nhất, đó là thiết kế. Giống như là chúng ta thiết kế lên ngôi nhà vậy, thiết kế lên chiếc răng chúng ta cần có mạng thiết kế trước. Và đây là một cái máy tính 3D. Em phải động tay nhé. Xong chúng ta bắt đầu vào thiết kế một cái máy tính. Đây là một máy tính 3D này, bạn nhìn nhá, máy tính trông thế thôi mà rất là đắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thiết kế một cục răng. Ở đây là máy quét 3D. Anh em sẽ phải mất một cái khoảng thời gian tương đối. Chúng ta sẽ mất khoảng 3 phút để mà quét cái bộ in 3D này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn đấy. Các bạn nhìn cái quét chuyển sang. Và bây giờ thì sẽ đến cái phần là thiết kế ở trên máy tính. Các bạn có thể thấy được từ cái mẫu in 3D này sang phần máy tính, chúng ta sẽ có một hình của cái hàm răng hoàn chỉnh. Nhà thiết kế chúng ta sẽ cần thiết kế nó kỹ càng hơn. Đây, to lên. Rồi, bây giờ ta sẽ làm trong ra sao. Ok, xong. Sau khi mà chúng ta thiết kế xong ở trên máy tính, thứ hai đó là cắt ở trên một cái máy cắt như thế này. Vậy đây là cái câu mà quan trọng nhất để thiết kế ra một chiếc răng. Bây giờ chúng ta cần làm cái sườn cái răng đó. Và các bạn thấy có thấy cái đầu máy cắt đang cắt không? Các bạn thấy là chiếc răng đang được cắt ra rất là đẹp. Một chiếc răng đã hiện rõ ra. Đây là một câu vô quan trọng. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 Phố Gốm, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook: Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại: 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook: Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại: 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook: Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại: 0968 888 105. Website: dcdental.com.